Giờ, xin chào và chào mừng em. Chào mừng các em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Là một game thủ thì chắc chắn một con chuột tốt thì sẽ không thể bỏ qua được. Để mình có thể thực hiện những cái thao tác vẫy chính xác cũng như là di chuột chính xác để ngắm headshot các đối thủ. Tuy nhiên thì dòng chuột gaming thì nó sẽ chia làm hai loại, đó là chuột có dây và không dây. Thì thường là các game thủ sẽ chọn lựa cái chuột có dây vì tốc độ phản hồi của nó có vẻ là cao hơn. Tuy nhiên thì vẫn có những game thủ mà đang có xu hướng là thích gọn gàng cũng như là không thích rườm rà dây mợ, thì họ sẽ vẫn chọn những chiếc chuột không dây. Và đây là một trong những con chuột không dây mình nghĩ là khá tốt trong tầm giá, và hiện tại thì nó còn đang được giảm giá rất là sâu nữa. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đi vào mở hộp em chuột không dây này nhé. Rồi, như các bạn nhìn thấy qua cái vỏ hộp đi, mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Đây, thì ở đây chúng ta sẽ thấy các cái thông số, các điểm đặc biệt của con chuột này có rất là nhiều. Đó. Nói chung là nó có hình dáng con chuột khá là giống một chiếc phi thuyền ở đây, màu đỏ. Đấy. Và chúng ta sẽ nhìn lên trên đây. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một con robot. Tên của con chuột này sẽ là X100. Tức là full length X100. Nó sẽ có độ bền DPI lên tới 2000 và RPS ở đây tính là cái tốc độ phản hồi. Thì có nhiều bạn hỏi là DPI là gì và độ nhạy của chuột thì có liên quan gì đến DPI không? Thì thực ra hai cái này là hoàn toàn khác nhau nhé. DPI tức là cái tốc độ của chuột, tức là mường tượng đơn giản là trong một mình di chuột 1 mm ở trên mặt chuột thì nó sẽ đi được bao nhiêu điểm ảnh ở trên màn hình mình thôi. Cái đó chỉ là cái tốc độ thôi. Còn riêng về cái tốc độ phản hồi cũng như là độ nhạy của nó chính là cái RPS này. Đó. Thì có nhiều người ta gọi là polling rate đấy. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có cái biểu tượng đó là dual power gen, tức là nó sẽ có hai cái chế độ riêng biệt. Thì nó mình sẽ mở ra và giới thiệu cho các anh em. Ở đây chúng ta sẽ có tem của Ninja bảo hành chính hãng lên tới 2 năm và cái này phân phối độc quyền tại Ninja nhé. Rồi. Đó, thì con này mở hộp rất là dễ thôi. Ở đây nó sẽ có cái nam châm để hút cái tấm mở này lên. Khi chúng ta mở ra thì ở trong này sẽ có hiện con chuột ở giữa đây. Đó. Và một số các cái thông số đặc biệt của em chuột này. Nhìn sơ qua thì thấy rất là đẹp rồi đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta không lấy ra con chuột từ bên đường này nhé, mà mình phải lấy từ bên đường phía trên hoặc là phía dưới. Đây. Phải mở hộp từ trên này. Ở trong này chúng ta sẽ có một cái hộp bằng nhựa nữa. Rồi đây, một cái khay bằng nhựa như thế này. Đó, chúng ta vẫn thấy con chuột ở đây và chúng ta thấy thêm có một cái cổng nhận USB ở đây nữa, cái cổng truyền tín hiệu. Đó, đây là con chuột không dây. Đằng sau này chúng ta sẽ lật ngược lại và rút cái tấm này lên. Nó sẽ là hai tấm nhựa trùng vào nhau. Đó, ở dưới này chúng ta sẽ nhận thấy có một cái dây cáp, một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Cuốn sách này làm rất là đẹp. Đây, úi chào. Ở trong này thì chúng ta sẽ có thêm đĩa CD, cái cài driver và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng khá là dày. Đó, nhìn cũng rất là đẹp. Tất nhiên thì nó cũng chỉ để làm cảnh thôi. Chả ai sử dụng cuốn sách này làm gì. Rồi, và quan trọng hơn nữa là ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái USB receiver, tức là cái đầu để cắm vào trong PC. Mình phải có cái này nhá thì mới sử dụng được. Đó, chúng ta sẽ rút cái tấm giấy này lên. Đó, ở phía dưới chính là con chuột của chúng ta. Đó, cầm ra. Rồi, vậy đây chính là ba cái thứ cần thiết nhất nằm ở trong hộp của con chuột này. Đầu tiên thì chúng ta phải để đến đó chính là một con chuột full length X100 không dây, và một cái cổng USB nhận và một cái dây cáp. Đó, thì mình sẽ đi vào những cái dây cáp trước này. Ở đây chúng ta sẽ thấy có dây cáp là bọc dù. Trông cũng rất là chắc chắn. Tuy nhiên thì nó không phải là thuộc dạng làm to như là những cái dây cáp bọc dù khác. Đó, và cái cổng nhận tín hiệu của nó sẽ là micro USB, đầu nhận tín hiệu. Và đầu bên kia sẽ là đầu USB bình thường thôi. À, với cái chuẩn micro USB này thì các bạn có thể dùng bất kỳ cái sợi cáp nào của điện thoại dùng để truyền tín hiệu cũng được. Đó, chọn dây cáp ra. Ở đây chúng ta sẽ có một cái USB truyền tín hiệu để cắm vào PC nếu mình sử dụng chế độ không dây. Và còn lại chính là chiếc con chuột này. Và con chuột này nó có một cái hay, đó là nó sẽ có một cái
Đĩa màu vàng ở đây chính là nơi mà chúng ta có thể cất được cái đầu nhận USB này. Nó sẽ là nam châm và nó sẽ hút cái này vào. Đó. Khi mình để nó sẽ hút gọn như thế này, nó sẽ không bao giờ bị rớt ra. Đấy. Nó hút rất là chắc. Khi nào cần thì mình chỉ có cần việc cạy đèn như thế này thôi. Đó. Khá là dễ dàng. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy là cái kiểu dáng của em chuột này nhìn khá là hầm hố, nhìn giống như những con tàu vũ trụ, tàu không gian vậy đấy. Và nó tựu chung sẽ là kiểu dạng đối xứng, tức là hai bên này khá là cân bằng. Tuy nhiên thì nó sẽ có thiết kế thêm một cái phần đế ở phía bên đây. Đó, phần đế này là để mình kê ngón tay cái lên khi mà mình để ngón tay cái vào. Và ở hai bên này chúng ta sẽ có hai cái đèn LED khá là nhỏ. Tuy nhiên thì cái này nó thiết kế cũng rất là thông minh, tại vì khi mình để tay lên thì nó sẽ không bị che cái đèn LED và vẫn sẽ nhìn thấy hai cái đèn LED hai bên. Ở giữa này chúng ta sẽ có hai nút chỉnh DPI, tăng và giảm tốc độ DPI. Cái này thì mình có thể set tốc độ DPI ở trong phần mềm của em này, hoặc là mình cứ để mặc định như thế thôi. Và phía trên này chúng ta sẽ có hai nút bấm chính là trái và phải. Thì độ nảy của hai cái nút này mình bấm khá là nảy và nghe tiếng rất là sướng. Đồng thời là mình bấm có cảm giác rất là êm tay. Con lăn ở giữa thì mình đánh giá là cũng tạm thôi, lăn cảm giác không được sướng lắm. Tuy nhiên thì với tầm tiền này như thế là ok rồi. Ở phía mặt cạnh bên thì chúng ta sẽ có một cái họa tiết cắt hình thoi như thế này, và nó được làm bằng cao su. Cái họa tiết này sẽ giúp cho chúng ta khi mà đặt ngón tay cái lên thì nó sẽ bám hơn, và khi mình nhấc con chuột lên thì nó sẽ rip và không bị rớt. Đồng thời ở bên phía bên cạnh trái cũng vậy luôn, bên cạnh phải cũng vậy luôn nhé, thì nó cũng sẽ có các cái lớp cao su như thế này, được làm khá là hay. Rồi, về cảm giác cầm nắm của em này thì như thế nào? Thì do nó là chuột đối xứng cho nên thì khi mình cầm thì nó sẽ thuận cả hai tay. Mình cầm lên thì có cảm giác khá là vừa, nói chung là nó không quá to cũng không quá nhỏ, nói chung là dành cho những cái người nào tay vừa phải, không to cũng không nhỏ. Và tất nhiên tay trái vẫn cầm được, và mình thấy tay phải cầm thì tốt hơn, tại vì nó có cái miếng kê dành cho ngón tay cái ở đây. Đó, cầm vào rất là vừa bạn. Mình cầm vào thì sẽ thấy là phù hợp với tay mình ngay, không có cảm giác gượng gạo cũng như là khó cầm đối với những cái con chuột mới mình sử dụng. Rồi, thì nói chung về cái phần thiết kế phía trên nó sẽ như vậy. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có hai cái fit, ba cái fit ở đây. Đó, ba cái fit thì fit này cũng khá là to. Ở đây chúng ta sẽ có tem Ninja bảo hành là chính hãng lên tới 2 năm, mắt đọc nằm ở giữa. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cần gạt và có ba nấc khác nhau. Thì nấc đầu tiên sẽ là tắt chuột, thứ hai sẽ là cái hình cái lá thì sẽ là tiết kiệm pin, tức là nó sẽ không có sáng LED ở hai bên này. Và nấc thứ ba là nấc dành cho Max game thủ. Đó. Thì với nấc này thì chúng ta sẽ có nhìn thấy LED sáng hai bên và LED sáng ở cuộn chuột phía đây. Thì cái LED này chúng ta vẫn có thể chỉnh màu được trên phần mềm, và cái này nó sẽ tự động có ba chế độ, đó là sáng một màu hoặc là sáng lần lượt 7 màu. Đó, mình có thể dùng phần mềm chỉnh được. Mắt đọc thì sử dụng mắt đọc quang ở đây. Ok, thì cái điểm đặc biệt nhất của con này đó là chính là cái thời lượng pin. Thời lượng pin của em này thì lên tới 2000 mAh. Giờ thì cái thời lượng pin này đủ cho con chuột này sử dụng lên tới 1 tuần liền. Nếu như mà các bạn bật LED chơi max setting của con này nhé. Còn nếu mà tắt LED thì có thể là phải còn nhiều hơn nữa. Và con này có một cái chế độ nghỉ khá là thông minh. Nếu như mình để một lúc không sử dụng thì nó sẽ tự động tắt đi. Đấy, các bạn thấy không? Còn nếu như mình đụng vào thì nó sẽ lại tiếp tục bật lên. Đó. Và một cái đặc biệt nữa của em này đó chính là sử dụng hai chế độ khác nhau. Một là chế độ có dây. Nếu như mà các bạn thấy gần hết pin rồi thì các bạn có thể cắm dây vào và dùng trực tiếp luôn, chứ không cần thiết là phải dùng vừa sạc xong rồi mới sử dụng tiếp được nha các bạn. Nếu không thì chúng ta vẫn có thể sử dụng không dây hoặc là có dây, tùy mỗi người thôi. Rồi về hiệu năng của nó thì sao? Riêng về con này thì mình nói phải nói hiệu năng thì không phải bàn cãi rồi. Độ bền của nó lên tới 20 triệu lượt nhấn và có bảo hành lên tới 2 năm là các bạn biết rồi đấy. Nó phải nói là siêu bền. Và cái mắt đọc của nó thì hỗ trợ lên tới 2000 dpi. Các bạn đừng nghĩ dpi thấp thì nó con chuột nó sẽ giỏm nhé. Vì các bạn có biết con IE 3.0 không? Con đó thì cũng chỉ có dpi lên tới 1000 thôi. Tuy nhiên thì nó hỗ trợ chơi game rất là chính xác. Và với dpi 2000 thôi thì con chuột này đủ để cho các bạn hỗ trợ chơi game cực kỳ tốt và cực kỳ mượt rồi. Đó, với thời lượng pin ngon và cái trải nghiệm của nó cũng khá là tốt khi cầm nắm nữa.
Đó, thì mình đã đi vào đánh giá sơ qua con chuột Fullland X100 này. Thì các em có thể tham khảo con này, hiện tại trước đây nó giá nó khoảng 700 ngàn nhưng mà hiện nay đang còn giảm giá chỉ còn có hơn 500 ngàn mà thôi. Giá cực là sốc luôn. Và sẽ được free ship nếu như mà các bạn click vào link ở phía dưới phần mô tả bên Shopee nhé. Còn nếu các bạn đặt thì có thể là dùng link Shopee hoặc là link trực tiếp trên web của mình. Đó, thì nó cũng đều có giá như nhau mà thôi. Ok, các bạn nghĩ sao về con chuột này? Một con chuột full lens, một con chuột không dây khá là ngon dành cho các game thủ. Với mức giá cũng ok trong cái tầm giá này rồi. Nếu mà với chuột không dây thì chắc cũng khó kiếm được những em nào mà ngon như thế này. Và nếu mà các bạn có ý kiến gì thì cứ comment ở phía bên dưới nhé. Link mình cũng để ở phía dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và bấm nút chuông nhỏ phía bên cạnh nút subscribe đấy. Cảm ơn các bạn. Bye bye.